Hello mọi người, mình đang học bài tự dưng cái tiếng chó cắn. Đây là con em nhà mình. Lâu lâu nó sinh nhật bạn gái là sang hỏi thăm. Đấy, trời ơi em sướng thế. Về mất rồi, xấu hổ quá, về mất rồi. Em ai đây em? À bạn gái rồi em á. À nè. Hôn nhau đi. Ôi nội. Sao em? Hả? À? Sao đấy? Hả? À? Bạn gái em xinh không? Anh nhìn xấu lắm. Hả? Em này. Bạn gái xấu này không lấy được đâu. U cái gì? Sướng ghê. Được gái vào tận nhà gọi. Cổng thì khóa. Hả? Xem bạn bầu gì? Bạn kia ơi. Bạn ở đâu đến đây? Bạn, nhà ai đây? Chó nhà ai, không biết luôn. Hả? Thế nào? Có vào đây chơi không? Ôi trời ơi. À gì á? Thế bắt tay một cái. Bắt tay một cái, đưa tay đây. Đưa tay đây. Sao? Xấu trai này mà có đứa theo á. Thế bạn này mấy tuổi? Hả? Không biết. Không biết nó mấy tuổi. Gì? Mở cổng cho vào á. Nào vào đây chơi, vào đây. Lần đầu tiên gặp mặt. Thế bạn này ở đâu đây? Hả? Nhà bạn này ở đâu đây? Không bỏ bạn gì. Lông giống nhau phết. Nào, tái đây đâu? Tình yêu đôi lứa. Vô duyên thế chứ đấy. Em làm gì?